Là một địa phương có truyền thống giao quân đạt chất lượng cao qua các năm, đợt tuyển quân năm nay, các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường trên địa bàn Liên Chiểu tiếp tục ra soát lại các nhiệm vụ nhằm đảm bảo cho lễ giao quân diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đặc biệt chú trọng. Vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, Nguyễn Đình Duy Phúc, trú tổ 72 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, sẵn sàng tạm gác cơ hội việc làm, viết đơn tình nguyện nhập ngũ theo truyền thống gia đình. Được sự động viên của người cha là cựu quân nhân chiến trường Campuchia, cùng ba anh em trai đều đã và đang phục vụ trong quân đội, nên Nguyễn Đình Duy Phúc đang rất háo hức chờ ngày lên đường. Gia đình em ai cũng đi bộ đội hết rồi, chờ ai cũng muốn đi thử cho biết cảm giác như thế nào. Ngày ông nói cũng thấy đi, ông nói cũng thấy vui. Cũng có cái niệm nên muốn đi thử, có nghe là không đi bộ đội thì cũng rất tiếc. Trong những ngày Tết như thế này thì là gia đình nào cũng có cái sự sum họp để vui xuân đón Tết. Thì chúng tôi là cơ quan tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của phường. Chúng tôi lập kế hoạch và tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của phường phân công từng đồng chí cán bộ trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của phường, cán bộ phường đứng điểm khu dân cư, phối hợp với cấp ủy khu dân cư, tổ dân phố nắm tình hình quản lý thanh niên. Đồng thời là từng chi bộ, từng tổ dân phố đến động viên gia đình thanh niên và có cái quà, vừa là lồng tóc công tác tư tưởng, vừa tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Là anh cả trong gia đình với công việc ổn định phụ giúp cha mẹ nuôi em, nhưng xuân này Trần Mạnh Cường ở tổ 68 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cũng sẽ lên đường tòng quân theo bạn bè cùng trang lứa, xa gia đình, xa bạn bè để vào môi trường mới với mong muốn được trải nghiệm và cống hiến. Cường có niềm tin rất lớn sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Em cảm thấy là mình rất là tự hào bởi vì là mình biết là mình được cống hiến để được cho đi với sứ mệnh của bảo vệ Tổ quốc. Và em cũng cảm thấy là đó là một phần trách nhiệm của em để giúp cho em có thể là thông qua việc đi nghĩa vụ thì em sẽ được rèn luyện cho mình tính kỷ luật và phát triển tình yêu thương ở trong quân đội. Và ngoài ra thì em cũng có cơ hội được trải nghiệm cuộc đời người lính ở thời bình. Bây giờ trừ tâm trạng của em là trong tư thế là sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho. Đến thời điểm này, về công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ của quận Liên Chiểu thì cơ bản đã hoàn thành, đã chốt quân số đến các đơn vị giao quân, nhận quân. Về riêng về chất lượng của quân nhân nhập ngũ năm 2023 thì về kể cả trình độ học vấn, cao đẳng đại học cũng như sức khỏe loại 1, loại 2 thì tăng hơn. Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, quận Liên Chiểu đã phát lệnh từ ngày 14 tháng 1 năm 2013. Năm nay, quận sẽ có 178 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó 139 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn lại là thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Từ đây đến ngày giao quân, ngoài công tác cấp phát quân trang, quận chú trọng thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội và gặp mặt động viên gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ.